tiểu sử Hà Trí Quang, nam diễn viên kính tiếng bậc nhất showbiz. Hà Trí Quang là một anh chàng diễn viên điển trai, nhưng đời tư lại kính tiếng. Sự nghiệp vẫn chưa quá nổi trội so với các đồng nghiệp cùng khóa. Không vì thế mà anh chàng nản chí. Hiện tại anh vẫn đang theo đuổi con đường diễn xuất của mình. Hà Trí Quang tên đầy đủ là Đỗ Hà Trí Quang, sinh năm 1986 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diễn viên Hà Trí Quang thời nhỏ, mặc dù rất nhút nhát, nhưng nam diễn viên vẫn thích đứng trước đám đông. Anh mơ ước mình sẽ trở thành diễn viên hoặc giáo viên. Tuy gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng anh vẫn quyết tâm thi vào trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ngay năm học đầu tiên, Hà Trí Quang đã đi casting rất nhiều, nhưng vận may không mỉm cười với anh. Sau đó, Hà Trí Quang xin vào đoàn múa rối nước thành phố Hồ Chí Minh, theo học và công tác tại đây. Một thời gian sau, nhận thấy công việc không phù hợp, Hà Trí Quang quay trở lại trường học. Cuối năm học thứ hai, anh nhận được vai diễn đầu tiên của mình trong bộ phim Hoa Giả Quỳ. Để trở thành diễn viên có chút tên tuổi, Hà Trí Quang đã trải qua khoảng thời gian 5 năm khó khăn với nghề. Hà Trí Quang chia sẻ về cuộc sống lúc nhỏ của mình. Ngày nhỏ, vì nghèo mà tôi phải chứng kiến cảnh gia đình mình bị người khác ghẻ lạnh. Vì vậy, tôi luôn muốn khẳng định bản thân để thoát khỏi sự coi thường của người khác. Hoàn cảnh khốn khó của gia đình giúp tôi hiểu và đồng cảm hơn với những nhân vật của mình. Sau này, mỗi nhân vật, dù là chính diện hay phản diện, tôi đóng đều có bóng dáng của cha mẹ tôi hay những con người từng khinh rẻ gia đình tôi trong đó. Hiện giờ với thù lao từ công việc diễn xuất, tôi đã hỗ trợ được cho gia đình ổn định cuộc sống. Tôi sống cùng ông bà, bố mẹ và em gái. Họ luôn là hậu phương vững chắc và là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống. Hà Trí Quang và sự nghiệp diễn xuất của mình. Hà Trí Quang là diễn viên quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ qua nhiều phim truyền hình như Trong Muốn Tháng 9, Chiếc Vòng Ngọc Huyết, Vợ Ơi, Bồ Nhé, v.v. Tuy có ngoại hình sáng, thư sinh, nhưng anh luôn được các đạo diễn ưu ái vào các vai phản diện bởi đôi mắt của anh được đánh giá là khá biểu cảm. Nhiều khán giả nhận xét về Hà Trí Quang khi hiền, đôi mắt ấy rất vô tư, nhưng khi thể hiện vẻ ác thì quắc lên đáng sợ. Khi có cơ hội đến với mình, Hà Trí Quang đã nắm lấy, phát triển để tạo nét diễn riêng cho mình. Bộ phim Ải Trần Gian của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương là một ví dụ điển hình. Hóa thân vào nhân vật Tư Trọng, có lúc yếu đuối, có lúc hoảng loạn, khi hung tợn, khi dữ dằn, tất cả đã được Trí Quang diễn tả đầy đặn chỉnh chu. Qua vai diễn này, anh cho thấy khả năng diễn xuất của mình qua cách biểu đạt, chuyển biến tâm lý nhân vật tinh tế sâu sắc. Chỉ bằng một cái hít thở sâu, với cảm xúc giận dữ đỉnh điểm, đã có thể bình tĩnh trở lại cùng gương mặt đầy vẻ yếu đuối, tử tế được anh thể hiện trong phim. Rồi trong phim Hai Khối Tình của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Sung, Hà Trí Quang tiếp tục tạo ấn tượng mạnh khi vào vai thầy Hoàng, tuyết người gian xảo, ham hưởng thụ và mê cờ bạc. Nhân vật Hoàng từng bỏ vợ và là người tình hờ của nhiều người phụ nữ. Hoàng không yêu ai thật lòng, hắn lấy đầu môi chóc lưỡi để làm mồi, lợi dụng tiền bạc và xác thịt. Đỉnh điểm là việc để có tiền trả nợ vì thua bạc, Hoàng đã chủ mưu giết người và giá họa cho người khác. Là một diễn viên được đào tạo qua trường lớp, nên anh đã có được nền tảng trong việc đảm nhận vai chính diện và phản diện, sự khác biệt giữa các dạng vai diễn này. Khi bắt đầu nhận phim, việc đầu tiên mà anh làm là dành thời gian để đọc kịch bản, phân tích để nắm bắt tâm lý nhân vật. Bằng kinh nghiệm bản thân và được sự tư vấn của biên kịch đạo diễn, dần dần tâm lý nhân vật hình thành để từ đó tạo ra sự khác biệt giữa phim ảnh và con người thật của Hà Trí Quang. Ở phương diện cá nhân, anh cho biết vai diễn trong Hai Khối Tình là một ví dụ. Với tuổi nhân vật phản diện trong phim, một lần nữa anh lại bị khán giả ghét cay ghét đắng. Đã có khoảng thời gian khi nhận những vai chính diện, tôi lại phân vân vì sợ khán giả đã quen mặt mình ở dạng nhân vật phản diện. Nhưng may mắn thay, những nhân vật phản diện mà tôi có cơ hội nắm bắt đã mang đến cho bản thân thành công ngoài mong đợi. Vì vậy, tôi chưa bao giờ sợ bị đóng khung hay lặp lại chính mình, Hà Trí Quang chia sẻ. Hà Trí Quang tâm sự về thời gian đầu vào nghề. Hà Trí Quang tâm sự về khoảng thời gian bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng khi nhớ lại thời gian đầu vào nghề cách đây 6 năm. Tôi từng khóc tức tưởi, sợ hãi, chán nản và hoang mang vì bị ăn hiếp, bị phân biệt đối xử tại trường quay. Lúc mới đi diễn, tôi chỉ được nhận những vai phụ, quần chúng. Đến giờ ăn, diễn viên phụ phải ngồi ăn riêng mà không được ăn chung cùng diễn viên chính. Khi quay ngoài trời, nắng nóng, mưa gió thế nào cũng phải chịu, trong khi diễn viên chính có người của đoàn phim đi theo che mưa che nắng. Có lần,
Đạo diễn mắng tôi, tại sao chưa vào hóa trang? Nhưng đạo diễn đâu biết tôi bị nhân viên hóa trang đuổi ra, kèm theo câu nói, vai quần chúng cần gì hóa trang. Thời gian đầu đi diễn, tôi phải tự hóa trang cho chính mình. Tôi từng bị vỡ đầu do bạn diễn không tiết chế cảm xúc trong cảnh cầm gậy đập vào đầu. Trong một bộ phim khác, khi diễn cảnh xác chết trôi sông, tôi suýt ngộp nước, chết đuối khi đầu bị kẹt trong khe đá. Chuyện bị gai tre đâm, tông xe, bị vỡ đồ dùng, tư trang cá nhân trong khi quay là chuyện không hiếm với diễn viên khi khâu chuẩn bị đạo cụ của đoàn phim không được chu đáo. Khi đã có tên tuổi một chút, tôi lựa chọn đoàn phim có uy tín để hợp tác. Làm nghệ thuật mà bị ức chế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng vai diễn của mình. Tôi là người sống khá khép kín, một phần vì tính cách tôi từ xưa vốn đã nhút nhát và tự ti. Những ảnh hưởng tâm lý trong thời gian đầu đi đóng phim khiến tôi e dè khi tiếp xúc với những người trong giới. Nhiều anh chị cũng rủ tôi tụ tập chỗ này chỗ kia, nhưng rủ một lần hai lần không được, họ cũng nản. Thành ra tôi rất ít bạn bè tâm giao trong showbiz. Một phần nữa là vì nhà xa, không tiện đi lại, tôi ít khi tham gia những cuộc vui chung với bạn bè trong giới. Có chút thời gian rảnh, tôi dành hết cho gia đình và bạn gái. Đối với tôi, gia đình luôn là ưu tiên số 1. Hà Trí Quang đố kỵ Trấn Thành vì thành công. Hà Trí Quang chia sẻ khi được hỏi về việc có chuyển sang lĩnh vực hài kịch không. Hồi học ở trường sân khấu, tôi học chuyên về hài, nhưng tôi không dám nói là mình có duyên. Tôi còn học chung lớp với Trấn Thành năm thứ, tuy nhiên tôi biết đâu là thế mạnh của mình nên sẽ không lấn sân. Nếu nói không chạnh lòng là tôi nói dối. Nhiều lúc gặp Trấn Thành, nhìn thành công của bạn mình, tôi cũng thấy buồn. Có lúc tôi còn có cảm giác ganh tị và đố kỵ với bạn. Tuy nhiên phải nói rằng Trấn Thành giỏi và có duyên. Từ khi còn học ở lớp, Trấn Thành đã quá giỏi. Ngay từ khi còn đi học, tôi đã xem Thành như người thầy nhỏ của mình. Tôi học được rất nhiều từ bạn ấy về sự nhanh nhạy, ngôn ngữ phong phú, cách sống và thái độ làm nghề. Vậy nên bây giờ tôi xem bạn ấy như một mục tiêu để phấn đấu. Người yêu của Hà Trí Quang là ai? Luôn là câu hỏi gây thắc mắc cho mọi người vì đời tư của anh quá kín tiếng. Về việc bị đồn thổi là giới tính thứ ba, Hà Trí Quang chia sẻ: tôi không thể hiện chuyện tình yêu quá nhiều. Đến một thời điểm nào đó tôi sẽ chia sẻ. Ở độ tuổi này mà bảo tôi không có tình yêu thì đó là điều quá vô lý. Ngoại hình của tôi cũng khá ổn đúng không? Thật ra thì tôi chưa dám công khai người yêu vì sợ nói trước bước không qua. Khi đang hạnh phúc mà nghĩ đến chuyện đổ bể là sợ lắm. Nhiều người thấy tôi hay đi Mỹ nên cũng nghi vấn tôi đã có gia đình ở đây. Thậm chí có tin còn cho rằng tôi có con có thể sanh rồi. Khi đã quyết định yêu tôi, họ phải hiểu được công việc của diễn viên. Chỉ có những người hiểu mới yêu được. Chính vì hiểu nên mới thông cảm và đồng cảm. Tôi nghĩ là ai cũng hiểu diễn viên hôn nhau chỉ là nhân vật, chứ không phải ngoại tình để ghen tuông. Nhiều lúc chúng tôi có những xích mích, có nhiều tin đồn tôi gây và cặp với những diễn viên nam khác. Người yêu tôi và thậm chí gia đình tôi cũng hỏi chuyện đó, nhưng tôi lại rất vô tư. Ngày xưa khi ba chở tôi đi học, người ta cũng nói là tôi đi khách. Tôi nói với bạn gái rằng, hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày có 24 tiếng, tôi đi làm hết mười mấy tiếng. Còn những tiếng còn lại tôi ở đâu, làm gì thì tự người ấy sẽ cảm nhận được. Nhiều lúc anh cũng bị đồn là đang hẹn hò cùng với những bạn diễn. Nhưng tới nay anh đều phủ nhận và chưa cho mọi người biết bạn gái mình là ai.